Này Hến ơi, anh chưa có vợ, Hến chưa có chồng, liệu mình có thể xe duyên tơ hồng với nhau không? Em thì không có ngực cũng chẳng có mông, xấu xấu bẩn bẩn lại trông hơi hèn. Nếu mà anh có thiết tha thì về sắm lễ vài ba con gà. Đơn giản có ngay. Thế có cần thịt luôn không? Tấm nè, đi về đây bà xử cho tới bến. À đau đau, này này, ta đã dặn chàng bao nhiêu lần rồi mà chàng vẫn thích trăng hoa ở bên ngoài à? Nhà thì phải có nóc, biết chưa hả? Ui xùi ui, đánh nhau to rồi mẹ ơi. Không biết quả này anh Hoàng có thoát được không nữa. Mày có đang nghĩ giống mẹ không? Hả? Có. Con còn chưa được xài. Đào này, tơ này. Ui xùi ui, đau quá đau quá. Anh Hoàng vứt nóc đi đâu rồi? Hèn quá. Quá hèn. Phải con, là con chọn tới bến luôn. Mày bảo ai hèn hả con kia? Em có nói gì đâu. Lần này cảnh cáo nhé, xem lần sau còn lén phén nữa không. Hoàng thượng, đang đánh ma bị tóm đi đâu mất rồi. Hoàng thượng bị lốc xoáy cuốn đi mất tiêu rồi. Nhanh đi vào hóng hớt. Rõ ràng vừa đây mà, sao bị bắt đi đâu mất tiêu rồi? Đâu? Đi cứu hoàng thượng. Đây là đâu? Hả? Hến, em đấy à? Chàng có yêu ta thật không? Thì yêu. Cho dù ngoại hình ta có không được như thế này, dù nàng có xấu xí đến mấy thì ta đây vẫn yêu. Được rồi. Bê. Chàng vẫn yêu ta chứ? Ui anh ơi, em mới đi có hai bước thôi mà. Ta xin rút lại lời nói vừa nãy. Ta có vợ rồi. Vợ ta đang ở nhà. Hử? Chàng nói gì? Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4. Hít thở. Tay đưa cao lên nào. Tay dang ngang bờ vai. Này cám. Tay giơ cao lên trời. Tay sang ngang bằng vai. Tay song song trước mặt. Buông cả hai tay. Buông rồi mà cứ phải lắc thế này. Tao đang tập thể dục. Hai mẹ con chúng mày ra đây phá đi à. Úi trời, đất nhà bà à. Cái đồ mất dạy này. Ô, này, có dạy đàng hoàng nhá. Tao đẻ ra nó, dạy nó đàng hoàng, có ăn có học tử tế. Mày bảo ai mất dạy hả? Thôi, bà đây không thèm chấp hai mẹ con đanh đá nhà chúng mày. Mày bảo ai đanh đá hả? Đanh đá bới này. Người ta, hai mẹ con nhà gì ghé đánh người già. Thôi, còn anh Hoàng nữa cơ mà. Bà này, tóc hai màu rồi còn thích đú à. Thôi, được rồi, phải đi cứu hoàng thượng nữa. Từ thôi. Trời ơi, bị trói rồi. Hoàng thượng, già mà cổng khỏe thế. Hả? Tâm ơi, Tâm, cứu ta. Anh Hoàng ơi, ngoại tình nè, vui không? Mày làm gì mà nói ngoại tình đấy? Phải quán triệt lại nghe chưa? Không, hoàng thượng giờ đã là người của ta rồi. Không. Úi giời ơi, anh Hoàng có người mới rồi. Thôi đi về. Đi. Này, mất thời gian cái gì đây? Đưa anh Hoàng về giúp con mẹ ơi. Anh Hoàng của chúng mày liên quan gì đến tao? Không liên quan, đi về. 5 cân vàng. 5 cân á? Nhanh lên con. Lại mất vàng rồi. Xuống xử chúng nó. Đừng mà. Tất cả những ai chia rẽ đôi ta đều sẽ phải chết. Đừng, xin ngươi đừng mà. Tránh xạ ra, đừng có đẩy mà. Ây da, nhanh lên mẹ. Chạy, mau lên. Này, còn vàng. Vàng cái gì, chết đến nơi rồi. Chạy nhanh lên. Nhanh lên, không nó bắn mở sọ bây giờ. Cho tao đứng với. Bà ngó ra xem nó có đuổi theo không. Ôi dồi ôi, không có mày ơi. Sợ quá. Ô, chúng mày ơi, có vũ khí này.
cái này mà đánh nhau. Ui dạ, xin lỗi, không cố ý. Này, ok. Đi, năm cân vàng dễ ăn rồi. Chúng nó chạy đâu rồi? Chắc là hướng này. Đau quá. Mày chạy cũng nhanh đấy. Anh ơi, em chán chạy lắm rồi. Anh bắn luôn vào đây đi, chỗ này nhiều máu này. Bắn đi. Trần đời, tao chưa thấy ai muốn chết như mày. Mày bị ngáo à? Mọi người bỏ em đi hết rồi. Chả ai bên em nữa. Em chẳng thiết sống nữa. Anh bắn đi, bắn vào đây này. Bắn đi, bảo bắn cơ mà. Lên thôi. Úi trời ơi, bảo bắn đi mà. Định bắn con gái bà? Mẹ ơi, lần sau đừng bảo con làm mồi nhử nữa nha. Sợ lắm. Chịu khổ một tí thôi. 5 cân vàng đấy con ạ. Thôi đi. Vàng đấy. Từ từ, mẹ đợi con một tí. Con đi một tí. Ui anh ơi, anh chết anh cầm theo cây súng đi. Đừng dọa em nữa nha. Em sợ lắm. Về đây, 5 cân vàng đấy. Nhanh lên. Không ai có thể cướp được vàng khỏi tay ta đâu. Mọi người không phải sợ. Riêng con búp bê, con cho nó một phát là xong. Úi dồi ôi, nhanh lên. Mày đâu rồi, ra đây con kia. Đâu rồi, búp bê ơi. Ra đây đi, để tao lấy 5 cân vàng. Ra đi để tao còn lấy tiền trả nợ. Bực rồi đấy. Mọi người chia nhau đi tìm nó. Nó chỉ trốn quanh đây thôi. Đợi mẹ, đợi mẹ. Mày đừng nghĩ dễ bỏ qua 5 cân vàng này nhé. Này, mẹ đi đường này, bà đi đường này, còn con Tắm. Ố, đi rồi á? Ok, mau đi. Ố, ngõ cụt à? Lại đi ra. Con búp bê trốn đâu mà kỹ thế nha. Ở đâu nhỉ? Sợ quá. Con chả thấy con búp bê đâu cả. Mọi người có thấy không? Nhà này âm u quá. Đúng rồi. Ăn 5 cân vàng của con Tấm e là hơi khó. Không thèm nữa, đi về mẹ ơi. Ừ, về thôi, chán lắm rồi. Này, còn hoàng thưởng nữa. Sao lại trở về đây rồi? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Giờ này chắc Tấm đang đi tìm vàng rồi. Và ở đây chỉ còn hai chúng ta thôi. Không, thả ta ra. Cứ tưởng ăn 5 cân vàng dễ. Đúng rồi, chả thèm. Hả? Cảnh gì đây Tấm? Này, bọn nó dẫn nhau về nhà mày chiếm chuột kìa. Thế là nhà mất nóc rồi đấy. Dừng lại. Đây là chỗ cho chúng mày chiếm chuột à. Ôi dồi, cố lên Tấm. Đánh đi, Tấm cứu ta. Cứu à? Sao nàng lại chĩa súng vào ta? Chàng thích lăng nhăng à? Không, bỏ súng khỏi đầu chàng ra. Cái gì? Hoàng thượng là của ta rồi. Hả? Cái gì? Không phải đâu. Mẹ ơi, quả này gia đình tan nát rồi. Con búp bê cào tay phết nhờ. Không biết con có được thế chỗ hoàng hậu không? Muốn tranh với ta à? Ai mới là người tranh? Con nào mới là trà xanh? Hả? Mày nói một câu nữa tao xem nào. Nói. Phụ nữ ghen lên ghê thật đấy. Mưa thì mưa đi, sấm chớp bão bùng mãi. Múc. Có đánh được không? Hay là để con này đánh cho? Ui, giết cả búp bê. Không, em không có giết. Ui, hết phận sự rồi. Lạng quạng nó bắn cho nổ sọ đấy mẹ. Thế còn 5 cân vàng. Đợi. Nàng. Chàng ra đây, lăng nhăng à. Hôm nay ta cho chàng nhớ luôn. Về đây biết tay bà. Ây ôi, tha cho ta đi.